Hello, xin chào mọi người. Tiếp tục các chủ đề về AFC thì hôm nay mình sẽ làm một cái file video mình nói về chính sách của AFC. Thì như các bạn đã biết á, trong cái tập mà hướng dẫn AFC của mình đó, từ A đến Z thì mình có nói về vấn đề về chính sách của AFC. Thì trong cái bài trước, nếu mà bạn xem cái tập 8 á, thì mình có nói về chính sách của hàng Hang Meg rồi. Thì tập 8 mình có phần 1 nè, mình nói về chính sách hay Mac. Rồi tập 8 một phần 2 mình nói về chính sách hàng mà sản phẩm là Vintage, và Grab Supply. Thì tập 8 mình chia làm hai phần, thì tất cả những cái phần mà về chính sách của sản phẩm đó là mình nói về hàng hay Mac, Vintage và Grab Supply, nhưng mà cái đó thì nó chưa đủ. Nếu mà các bạn tìm hiểu về chính sách của ESC á, thì các bạn đã biết á. Nếu mà nói về chính sách của ESC thì mình đây có mở một cái video mà mở một cái bài nè, thì nó chia trong cái mục mà our house rule là những cái luật mà bên trong của ESC nó quy định cho mình đó, thì nó có chính sách buyer nè, nó có chính sách seller. Thường cái chính sách mà về buyer là nó không có khó, nó dễ, nhưng mà chính sách về seller nó mới nhiều và nó phức tạp. Mà thường cái shop mình bị khóa, bị đai á, là do mình vi phạm cái chính sách của seller. Mà cái phần mà vi phạm mà nhiều nhất á, là vi phạm chính sách về hàng hay mắc. Thì đó là lý do vì sao mà thường mà khi mà các bạn mà mở một cái shop mà các bạn mới mở, vừa mở shop mà các bạn bị khóa tài khoản, thì các bạn nhận một cái email từ bên FC họ gửi về cho bạn, thì họ thông báo với cái nội dung là tài khoản bạn đã bị đóng, và nó đưa ra bốn cái lý do. Thì nó không khẳng định mình là lý do shop mình bị khóa là lý do gì, nhưng mà nó sẽ đưa liệt kê bốn lý do, mà nghĩ là cái bốn lý do này là bốn cái lý do mà phổ biến nhất mà cái người seller hay vi phạm. Thì trong tập 8 mình đã làm video để mình giải thích cho các bạn là mà cái lý do thứ nhất là về hàng handmade, hàng vintage và hàng Grab Supply chính sách. Thì đó là lý do vì sao mà mình trong cái video mà tập 8 đây nè, nhưng trên màn hình các bạn thấy tập 8 không đó, chính sách hàng handmade nè, là mình giải thích cái lý do thứ nhất mà ESC nó gửi về email về cho bạn mà nó báo là tài khoản bị khóa, để cho các bạn hiểu cái chính sách hàng Hang Meg để các bạn tránh không có vi phạm. Thì giả sử là bây giờ mình đã hiểu chính sách Hang Meg Vintage Grab Supply rồi, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video khác, mình giải thích cho các bạn hai cái nguyên nhân còn lại, đó là cái nguyên nhân vi phạm chính sách mà liên quan đến Intellectual Property Policy, có nghĩa là chính sách mà vi phạm với việc mà vi phạm bản quyền với bạn, hoặc là trademark hoặc là bản quyền. Nó gọi là chính sách sở hữu trí tuệ, intellectual nghĩa là trí tuệ, nó là vi phạm chính sách sở hữu trí tuệ, property là tài sản. Rồi còn một cái nguyên nhân nữa là vi phạm chính sách về hàng bị cấm. Thì do cái chính sách về hàng bị cấm nó cũng hơi ngắn, nên là mình trong video hôm nay mình sẽ gom cái chính sách mà hàng bị cấm, prohibited item policy, và cái chính sách mà vi phạm do bảo nếu em sở hữu trí tuệ là intellectual property policy. Thì hai cái mục này mình gom lại thành một file video mình nói luôn, chứ mình không có tách ra, mình không có làm một video từng video cho hai cái này. Chỉ có chính sách về hàng mắc miễn tiền cross supply thì mình chia ra, mà cũng chia ra luôn tại vì nó quá dài. Thì riêng cái hai cái sách này ấy, thì nó mình gom lại thành một cho nó ngắn gọn. Ok, thì đầu tiên á, mình phải vô cái mục chính sách nó cho mình lý do là mình vi phạm, là có thể là vi phạm vì sở hữu trí tuệ đúng không, hoặc là vi phạm về hàng cấm đúng không. Thì bây giờ mình vô cái phần chính sách của ESC á, mình vô ngay cái chỗ đó luôn, mình coi mình nó giải thích là như thế nào để mai mốt mình làm mình tránh mình bị vi phạm ha. Thì mình đã mở sẵn hai cái bay trên màn hình đó, bạn thấy là mình đã mở sẵn nè. Đầu tiên bây giờ mình sẽ đọc cái chính sách đầu tiên là liên quan với Intellectual Property Policy, là sở hữu trí tuệ.
À, thì nếu mà đọc cái tựa đề thôi mình đã hiểu rồi, sở trí tuệ là sao, là các bạn khi bạn làm một sản phẩm nào đó thì các bạn copy cái ý tưởng của một sản phẩm khác, bạn đem về bạn bán cho cái cửa hàng của bạn, thì nó có nhiều trường mức độ khác nhau. Ví dụ như là bạn copy 100% thì chắc chắn người ta nhìn vô người ta sẽ biết đúng không, nhưng mà có những trường hợp á bạn lấy ý tưởng của người khác, một cái áo có cái thiết kế như vậy đúng không, bạn lấy ý tưởng nó về bạn sửa lại, mà bạn sửa lại chỉ có 50% hay là 60-70% gì đó, thì cái người chủ của cái shop đó, cái sản phẩm đó, nó vẫn phát hiện ra là bạn lấy ý tưởng từ cái người đó. Và khi họ phát hiện ra thì họ có thể là họ sẽ gửi một cái báo cáo, một cái report cho AFC, và AFC nhận cái báo cáo của người ở đó, có thể là họ sẽ phá cái thằng bạn của bạn. Nên là cái việc mà khi mà bạn lấy một ý tưởng nào đó để bạn về cái cửa hàng của mình bạn sửa lại, thì ngay từ cái việc mình lấy ý tưởng mình sửa lại, ngay từ trong cái đầu mình á, trong cái mind mình đã đi chơi mà đúng không, thì bây giờ làm thế nào để mình hạn chế cái việc mà mình sở hữu quyền trí tuệ, là nghĩa là bạn phải có kinh nghiệm trong mảng thiết kế và trong cái mảng kinh doanh xe này nè. Thì đối với những trường hợp mà bạn lấy ý tưởng từ từ của một người nào đó thì bạn về bạn nên, nếu mà mình nghĩ là an toàn nhất là bạn nên sửa 100% luôn. Nếu mình nhìn lại mà thấy là cái design nó khác hoàn toàn với cái design của cái chỗ mà mình đi lấy, mặc dù là cái ý tưởng mà mình lấy từ đó để mình dễ làm thôi, chứ mình đừng nên thiết kế giống. Tại khi mà khi bạn thiết kế khác nhiều cho bạn khác 80% hay là 70%, cái tỷ lệ khác nó rất là cao, nhưng mà từ bên trong là mình nó đi chơi với người ta, đi chơi với ID người ta, nên là cái khả năng nó vẫn còn có thể, nó vẫn còn có thể xảy ra là bạn bị báo cáo, bạn bị bỏ. Thì đối với những trường hợp đó là bạn là vi phạm sở hữu trí tuệ, thì để tránh những trường hợp này nè thì bạn cố gắng bạn thiết kế khác hoàn toàn, mặc dù mình lấy ý tưởng mình về mà ý kiến khác hoàn toàn để nó không có cái lý do nào mà nó kiện bạn, thì khi đó bạn thành công. Ví dụ như là bạn thấy là cái hệ lúc trước đó là mình có cái điện thoại Apple đi, Apple đúng không, thì sau một khoảng thời gian mấy cái hàng Trung Quốc á như là Oppo hay là Xiaomi nó ra những cái dòng điện thoại nó giống y chang iPhone luôn, và nó vẫn bán trên thị trường chính thức, trên thị trường mà nó bán cả thị trường của Mỹ nữa, không hẳn ở Việt Nam, ở Trung Quốc mình nó còn đi đến Mỹ nó bán một cái điện thoại mà nó giống hàng iPhone luôn. Mà bạn thấy cuối cùng nó có bị kiện không? Nó đâu có bị kiện đâu, có nghĩa là người ta nhìn vô người ta biết là nó lấy ý tưởng từ Apple, cái mẫu thiết kế từ Apple, nhưng mà cái đội ngũ thiết kế nó nghiên cứu rất là kỹ và nó tạo ra một sản phẩm, mặc dù nó nhìn vô cái thao tác thì giống nhưng mà nó không có cái lý do để mà nó kiện kiện cái sản phẩm đó. Thì bạn cũng phải, khi mà bạn lấy một ý tưởng tương tự như vậy, bạn về bạn đăng cửa hàng của mình, thì bạn cũng phải có kinh nghiệm để bạn tìm cách thế nào mà để mà nó không có cái một cái lý do để nó kiện bạn đó, thì đó là xây dựng kinh nghiệm của bạn ha. Thì đối với cái việc này á, AC á nó giải thích là những cái sản phẩm mà đang bán trên AC là những sản phẩm handmade, thì nó có tập hợp rất là nhiều artist, là người người nghệ sĩ nè, người thiết kế, người maker. Thì đối với do trong một cái thị trường AC nó có nhiều tập hợp những người mà thiết kế và tạo ra một sản phẩm như vậy, nên là cái việc mà sở hữu quyền trí tuệ nó sẽ rất là serious, là nghĩa nó rất là AC nó sẽ rất là chú chú trọng đến cái việc bảo hiểm bảo 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 vệ quyền trí tuệ, bởi vì trong cái nền tảng AC nó đang nhấn mạnh cái việc là sản xuất hàng handmade, mà hàng handmade chủ yếu được tạo ra từ từ cái gọi là từ cái kỹ năng của một cái người nào đó, nên là những sản phẩm ở đây là những sản phẩm unique, đặc biệt là nhấn mạnh sản phẩm là sản phẩm unique, chỉ có AFC, chỉ có ở một cái shop nào đó thôi, chứ không có ở nhiều nơi. Nên mà việc mà nhiều shop mà có cùng một sản phẩm mà nó giống nhau thì nó đi ngược với cái định hướng AFC đó. AFC rất là chú trọng đến việc mà bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ. Ý của cái câu này là vậy các bạn. Rồi mình đọc sơ cái câu thứ một, câu thứ nhất của nó là mình hiểu được ý của nó là gì, là đang nó đề cập cái việc là artist designer maker nè,
ba cái cụm từ để liên quan đến vấn đề mà tạo ra một sản phẩm handmade. Rồi, ok, mình chỉ cần đọc vậy là mình hiểu rồi ha. Sau đó mình lướt trước, mình thấy nó có sáu mục mà SC nhấn mạnh là sáu mục này SC sẽ giải thích trong cái bài này. Thì SC muốn nói là với cái vai trò của SC trong cái vấn đề này là gì? Chắc chắn cái vai trò của SC trong cái vấn đề này nó sẽ chối bỏ cái trách nhiệm của nó. Nó không bao giờ nó muốn dướng vào cái việc mà kiện tụng. Nên là cái việc đầu tiên của cái phần mà ESC Grow á, là nó sẽ giải thích cho các bạn hiểu á, cho tất cả mọi người hiểu là nó không có đóng cái vai trò gì trong cái việc kiện tụng. Nó sau đó là ESC á, nó là một cái chợ nè, nó là một cái marketplace nè, nó có rất là nhiều cái cá thể trong đó, nhiều người sẽ ở trong đó, và mỗi một cái shop nó sẽ có một cái chính sách riêng. Khi mà bạn mỗi một cái cá thể nó trong cái SC, khi mà mở một cái shop, mở một cái hàng, những cái cá thể nó được quyền tạo ra một cái chính sách riêng nè. Giải thích nè, là một thị trường bao gồm những người bán thứ ba nè, là mình đó, riêng lẻ nè, điều hành các cửa hàng của riêng họ mà tạo ra cái sách của riêng họ. Nghe nó đang muốn nói là SC chỉ là một cái thị trường và nó chứa nhiều người bán thôi, và mỗi một người bán nó phải chịu trách nhiệm riêng, do những người bán nó có được quyền tạo chính sách riêng của họ. Nó on policy này, là chính sách riêng của họ nè, thấy không? Là nó đang dẫn các bạn nó cho bỏ trách nhiệm. Nếu mà có vấn đề nghiêm trọng nó không liên quan đến nó. Và nó nói tiếp nè, trách nhiệm là của liên quan đến vấn đề về kho bãi nè, ship hàng nè, liên quan đến vấn đề về luật gì đó, thì nó không phải là trách nhiệm của SC mà nó là trách nhiệm của partner, thất bạc ti seller lên, thấy không? Rồi, SC cung cấp cái gì? Venue. SC chúng tôi chỉ cung cấp một địa điểm thôi, đúng không? Nó đang nói là ESC nó chỉ là nơi, cung cấp cái nơi thôi, để cho những cái bạn kinh doanh thôi. Bạn nó phải chịu trách nhiệm về mặt hàng hóa nè, manufacture goods nè, kiểm kho nè, ship hàng nè. Và cái nội dung nè, nó được up vào cái thị trường ESC được tạo ra bởi những người seller nè, cái người mà không phải là nhân viên nè của ESC nè, thì vậy thì seller sẽ là người chịu tích hoàn toàn trách nhiệm nè, on necessary right nè, hoàn toàn những cái trách nhiệm liên đới đối với cái nội dung mà nó đăng lên cái cửa hàng ESC. Vậy mình đọc cái đoạn đầu mình hiểu cái mục ESC role là gì không? Có nghĩa là nó chỉ nói, nó giải thích đó là trách nhiệm phải là nó, mà trách nhiệm hoàn toàn là do những người seller. Nếu có vấn đề kiện tụng gì đó thì do người seller nó chịu trách nhiệm, mà không có trách nhiệm của ESC. Rồi, mình đọc cái câu này thôi, mình không cần đọc câu dưới đâu. Thì câu đó trên là câu ý chính của nó rồi đó. Rồi, cái mục thứ hai nó nói gì? Cái mục thứ hai nó liên quan, nó nói với vấn đề về báo cáo. Báo cáo mà vi phạm sở hữu trí tuệ. Mục một thì nó đưa vai trò nó, đúng không? Mục hai nó nói bây giờ báo cáo sở hữu trí tuệ, nghĩa là bạn có khi các bạn có một shop đó mà bạn bị báo cáo sở hữu trí tuệ, như thì những vấn đề đó thì giải quyết sao? Liên quan đến vấn đề mà báo cáo sổ thì tại là giải quyết làm sao thì nó là đối với vấn đề mà báo cáo á, khi mà bạn là một cái một shop mà bạn bị báo cáo là bạn sở hữu, bạn vi phạm cái quyền sở hữu trí tuệ của một cái shop khác, thì đối với những trường hợp này SE nó sẽ respond quickly. Nó nói đầu tiên nó không có trách nhiệm gì hết á, nhưng mà khi mà nó thấy cái báo cáo này thì nó sẽ làm rất là nhanh. Thì cái việc nó làm gì, nó sẽ gỡ bỏ tất cả những cái tài liệu mà nó liên quan đến cái file báo cáo đó. Rồi, khi mà nè, nó SC nó sẽ remove nè, và disable là tắt luôn nè quyền truy cập nè, thì nó phản ứng với cái việc báo cáo của SC. Mặc dù nó là nó không có liên quan liên đới, nhưng mà nó thể hiện nó rất là chú trọng đến việc mà giải quyết những vấn đề mà những người báo cáo để bảo vệ cộng đồng, là nó thể hiện nó là luôn muốn là giữ gìn một cộng đồng trong sạch ha. Nhưng mà nó nói là khi mà ESC mà khóa một cái tài khoản á hay gì đó disable, trước khi mà nó disable, khi mà nó disable thì nó sẽ ESC nó sẽ cung cấp những cái thông tin về cái người mà báo cáo. Thì trong cái thông tin đó nó sẽ gồm có những cái thông tin như là
thông tin là tên là email nè, thì bạn sẽ dựa vào khi mà bạn mỏng, ví dụ bạn là một cửa hàng, bạn nhận được cái nội dung báo cáo từ mỗi sếp khác thì sẽ gửi cái thông tin đó cho bạn. Trong cái thông tin đó nó sẽ có tên, nó sẽ có tên và địa chỉ email, thì bạn có thể sử dụng cái địa chỉ tên và địa chỉ email này để bạn kháng lại. Thì khi mà bạn nhận báo cáo là cửa hàng bạn sẽ bị đóng đúng không, thì bạn còn một cơ hội là bạn được quyền kháng lại dựa vào cái tên và cái email mà của cái người mà kháng, người báo cáo bạn, thì bạn sẽ đàm phán với người báo cáo. Rồi mục thứ ba thì nó liên quan với vấn đề mà counter nè, thông là liên quan về thông báo phản đối. Có nghĩa là mục một á, nó vai trò SE, mục hai nó là cái việc mà báo cáo một cửa hàng như thế nào, và khi mà bạn nó đóng cửa hàng của bạn á, thì nó sẽ gửi thông tin gì cho bạn. Rồi mục thứ ba á, thì nó nói là bạn được quyền kháng cáo phản đối, nghĩa là bạn bị báo cáo cái shop của bạn bị đóng, sau khi mà shop bạn bị đóng ở mục hai thì bạn được quyền phản đối đó. Nó gọi là counter nó, thì SC nó cho phép bạn phản đối, thì nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện một cái môi trường công bằng đúng không? Một cái người nào đó được quyền báo cáo bạn vi phạm, và SC cho phép bạn phản đối lại cái vi báo cáo đó. Rồi như vậy thì khi các bạn bị khóa thì bạn vẫn còn một cơ hội là đàm phán với cái đối tác mà báo cáo bạn, để bạn nhờ nó gỡ bỏ những cái báo cáo đó đi. Thì khi mà bạn nhờ nó gỡ bỏ những cái báo cáo mà của người đó đi, thì các bạn bạn sẽ không có bị vi phạm, nó sẽ xóa những cái vấn đề mà vi phạm chính sách của nó đó, thì vẫn còn cơ hội. Hoặc là đối với những đối tượng mà chơi xấu, ví dụ như là bạn không có vi phạm, bạn sản phẩm đó bạn tự người thiết kế luôn, nhưng bạn vẫn bị báo cáo, và do những cái đối tượng mà xấu nó sẽ làm giả báo cáo, giả 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 sản phẩm, nó nói là nó là người tạo ra sản phẩm đó và nó đi báo cáo bạn. Thì trên cái thị trường mà sẽ có những cái trường hợp đó, thì khi đó bạn sẽ sử dụng gọi là counter nó để bằng phản đối lại cái báo cáo đó. Thì nó thể hiện một cái môi trường gì fair play đúng không? Nó nói là khi mà ESC nó nhận được cái thông phản đối của bạn á, nó sẽ đưa cái, nó sẽ gửi một cái bản copy đó đến cái chỗ mà câu chỗ mà nó ba gửi báo cáo cho bạn. Sau đó nếu mà ok thì nó sẽ remote, nó sẽ restore cái sản phẩm sau 10 ngày. Rồi thì bạn hiểu nội dung chung chung là của cái khảo sát nó là vậy ha. Rồi repeat infringement là có nghĩa là khi mà bạn bị báo cáo á, dù một cửa hàng bạn có rất là nhiều sản phẩm đúng không, thì nó bắt các bạn một sản phẩm, thì lúc đó cửa hàng bạn nó vẫn chưa có bị khóa. Nhưng mà ví dụ như bạn kinh doanh mà bạn để cho cái shop của bạn nó bị báo cáo nhiều á, dù bạn bị báo cáo một chục sản phẩm đi, cái tuần này bạn báo cáo một sản phẩm, cái tuần tháng sau bạn bị báo cáo sản phẩm thứ hai, cái tháng sau bạn bị báo cáo sản phẩm thứ ba, mà bạn bị liên tục repeat á, lại mà bạn vẫn bị vi phạm nhiều, thì nó sẽ khóa cái shop của bạn. Thì nó đang nói vấn đề repeat infringement là vậy. Infringement. Infringement. Đó thì bạn không nên vi phạm nhiều, hạn chế vi phạm càng nhiều càng tốt, để nó không có bị những trường hợp repeat infringement. Rồi à, nó sẽ terminate account, sẽ tắt cái account của mình bạn, và nó không có thông báo without event, không có báo trước luôn phải không, nó không có báo, không có thông báo về thời gian, không báo lý do luôn, không báo thông tin luôn. Và những cái trường hợp này thì nó sẽ không cho bạn mở một cái shop mới nha. Đó. Là khi mà bạn bị repeat lại nè, nhiều lần nè công việc mà vi phạm chính sách về sở hữu trí tuệ nè, thì EC nó sẽ đóng cái tài khoản bán hàng của bạn nè. Đó. Cái mục thứ năm thì nó sẽ nói vấn đề về withdraw đúng không? À, đầu tiên là nó nói vấn đề vai trò của nó, sau đó nó nói vấn đề về bạn bị báo cáo, sau đó nó nói vấn đề thứ ba là bạn được phản đối về một cái đó, rồi nó nói vấn đề thứ tư là nếu mà bạn bị báo cáo nhiều lần thì nó sẽ đóng cái tài khoản của bạn, rồi vấn đề thứ năm nó nói vấn đề về withdraw, có nghĩa là thoát. Rồi
Hiện đến thì để tao nói cho nói gì ha. Nó là ESC á, chấp nhận cái việc mà gỡ bỏ những cái báo cáo vi phạm sở hữu trí tuệ. À thì cái này nó là gì? Cái đó là bạn được quyền đàm phán với cái bên mà đối tác mà cái bên mà báo cáo bạn á. Nếu mà cái bên báo cáo bạn á nó chịu withdraw cái báo cáo đó thì ESC nó sẽ chấp nhận cái việc đó. Thì nó sẽ gỡ bỏ những cái mà thông tin mà bạn bị báo cáo đi. Đó. Nhưng mà cái bên báo cáo nó phải cái bên báo cáo nó phải cung cấp đầy đủ thông tin rõ ràng cho ESC. Cái đó là một lần mà khi mà ESC nhận được cái thông tin mà bạn withdraw từ cái bên mà báo cáo á thì ESC sẽ liên hệ với cái chỗ đó, party đó để xác nhận nè, và sau đó thông báo cái thông tin này đến với cái chỗ mà người vi phạm để mà thông báo. Và nó nhắc là cái vấn đề mà báo cáo vi phạm, báo cáo nó sẽ được review case by case, là tùy vào từng trường hợp, và không nó không có chắc là cái việc mà withdraw, cái việc mà cái người bên bên báo cáo bạn nó gỡ cái thông báo, gỡ cái việc kháng báo cái tài khoản của bạn bị vi phạm á, thì nó không đảm bảo là cái việc mà withdraw đó là nó sẽ đảm bảo là cái shop của bạn sẽ bị, nó sẽ được khôi phục trở lại hoàn toàn. Có nghĩa là khi nó chấp nhận là các bên đàm phán với nhau và gỡ bỏ những cái kiện tụng lẫn nhau, nhưng mà khi mà bạn đó đã bị kiện rồi á, mà bạn bị lỡ mà tài khoản shop bạn bị chết rồi á, mà lỡ như bên kia nó rút kiện đi á, thì ESC không có đảm bảo cái việc đó là cái shop của bạn nó sẽ được trở lại bình thường nha. Nó không chắc, bởi vì nó sẽ review cái shop của bạn khay bay khay tùy vào từng trường hợp, nhưng mà nó, tóm lại là bạn sẽ có cơ hội rồi. Ok, như vậy mình đã xong cái phần mà Intellectual Property Policy, là bạn đã hiểu sơ cái mục và sở hữu trí tuệ đúng không? Thì bạn sẽ, nói chung là mình sẽ hiểu được cái quy trình là khi mà mình vai trò của ESG là gì, rồi khi mà bạn bị báo cáo thì nó sẽ có thông tin gì, ESG sẽ gửi bạn thông tin gì, và bạn được quyền kháng cáo, và các bên có được quyền withdraw là gỡ những kiện tụng lẫn nhau đó. Thì đó là cái thông tin chung của cái intellectual property. Để mà bạn tránh mà hạn chế cái việc mà vi phạm này thì bạn nên là thiết kế cái sản phẩm mà nó không có vi phạm, không có copy ý tưởng của người ta nhiều, thì bạn sẽ không có bị kiện. Rồi bây giờ mình đi đến cái mục thứ hai là mình đâu có nói về prohibit item đây, thì nó nói vấn đề mà kinh doanh những cái sản phẩm mà bị cấm đó các bạn. Thì cái này đơn giản, cái này các bạn chỉ cần là đừng có bên bán những sản phẩm gì mà liên quan đến mà rượu bia hay là thuốc lá hay là sét gì đó nha, hay là cồn, mà nó sẽ không có được phép nè, giống như cái hình này, hình cần sa nè. Thì cái này các bạn đọc sơ nhanh thôi, không cần phải đọc sâu, nhưng mà bạn kinh doanh những cái túi như là da đồ thì được nha, là được phép. Nó sẽ ghi những sản phẩm nào được phép, những sản phẩm nào không được phép nè, như tóc người vừa được nè, nhưng mà những sản phẩm về ngà voi đó, dao đồ, súng đó là không được nè, là không được phép nha các bạn. Những sản phẩm này á là nên là hạn chế. Nói chung là những sản phẩm nào mà mình thấy là liên quan đến súng dao nên hạn chế đi, đừng suy nghĩ nhiều, mình đã không nên kinh doanh cái đó. Cái thứ ba là mình đã trong cái video của mình đó, mình hướng dẫn cho các bạn á, mình sẽ chọn cái đối tác là Greenify, là sản phẩm của mình là BOD. BOD thì nếu mà bạn chọn Greenify, sản phẩm kinh doanh của bạn là BOD, thì những sản phẩm bạn chủ yếu là về quần áo, mũ, giày, dép, ba lô, túi, sách, vớ, thì đa phần những sản phẩm đó là những sản phẩm bình thường sử dụng hàng ngày thì đều được kinh doanh trên ESG hết. Trường hợp như nào bạn không kinh doanh, bạn không có chọn sản phẩm của Greenify mà bạn tự suy nghĩ, bạn lấy một sản phẩm nào đó ở Việt Nam hay là ở đâu á mà bạn không có đọc chính sách rõ mà bạn bán đại á, thì bạn có thể vi phạm những chính sách mà bị cấm nha. Đó. Còn trường hợp bạn lấy sản phẩm của Greenify thì bạn không có lo vấn đề mà vi phạm những sản phẩm prohibited item policy. Bạn chỉ quan tâm đến vấn đề bạn có vi phạm sở hữu trí tuệ không thôi, tại vì nó liên quan đến vấn đề thiết kế áo.
cái hình, cái nội dung của cái áo. Khi mà bạn lấy ý tưởng từ một cái đối thủ cạnh tranh đó, bạn về một cái shop bạn để bạn thiết kế lại, thì nên thiết kế sao cho nó đừng có giống, nhìn nó khác đi. Rồi, thì đó là cái mục mà nói về chính sách của ESC, mà những cái vấn đề mà khi mà bạn tài khoản bạn bị khóa mà ESC nó gửi cho bạn. Như vậy thì qua cái bài này thì mình đã hiểu coi như là gần hết những cái vấn đề về chính sách của ESC mà có thể gây ảnh hưởng đến cái tài khoản bạn bị khóa. Đó. Thì sau khi bạn đọc xong bài này coi như là bạn đã gần những cái kiến thức về chính về chính sách của ESC rồi đó, thì bạn nghiên cứu, bạn đọc thêm. Nếu mà các bạn thấy là chưa có hiểu, bạn cần hiểu thêm á, thì bạn vô cái mục mà chính sách của ESC á, mà dành cho seller, thì bạn đọc thêm mấy cái chỗ mà liên quan đến một cộng đồng hay là chi phí, nó cũng mỗi một cái phần nó sẽ có một chính sách riêng. Nhưng mà ba cái phần quan trọng nhất á, là phần Hemex là quan trọng nhất này, mình giải thích rồi nè. Là phần thứ hai là sở hữu trí tuệ nè, phần thứ ba là rồi biệt item policy. Đó là ba cái phần mà bạn nên đọc trước, còn những cái phần này khi nào bạn có thời gian thì bạn đọc cũng được. Thường cái này nó ít ra mình vi phạm, không bao giờ vi phạm liên quan đến quảng cáo là cộng đồng. Thường cộng đồng mình đâu có vô đó mình nhắn tin với ai hay là mình vi phạm gì đâu, chủ yếu là người Việt Nam mình mở trên shop mình chỉ bán hàng thôi chứ không có nhắn tin nhiều. Những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề về ăn nói ngôn ngữ nè, không nên dùng những cái từ ngữ mà nó ghét thù địch lẫn nhau, các bạn nó là phân biệt đối xử. Thì nếu mà bạn dùng những cái từ ngữ đó mà mình diễn đạt trong sản phẩm đó, thì tài khoản mình sẽ bị khóa đó. Nó thì cẩn thận thêm, bạn có thể đọc thêm cái bài này NT là rồi hết Big Policy, có thể đọc thêm để mình nắm thêm kiến thức. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Như vậy là chúng ta đã review qua cái Intellectual Property Policy và cái mục Rohit Big Item Policy của cái nội dung mà tài khoản bị khóa mà AC nó gửi cho mình đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.